Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên đường vành đai 3 trên cao. Ở phía trên này thì là đường ra khu vực sân bay và phía dưới là con đường Phạm Văn Đồng. Đó thì ở chỗ này thì những cái nhà chung cư và rất là nhiều nhà cao tại đây. Ban ngày thì nhìn rất là đẹp. Hiện tại những cái con đường như thế này thì việc lưu thông di chuyển quá là tuyệt vời. Và đoạn đường này thì cho di chuyển với tốc độ là 100 km/h tới chỗ khu vực cầu Thăng Long. Những thời tiết hôm nay thì sẽ không có nóng mấy, mới mưa. Và thời điểm này thì là gần 9 giờ tối nên là cái việc mà di chuyển vẫn là dễ dàng. Còn những cái thời điểm mà buổi chiều hoặc là lúc giờ cao điểm thì việc di chuyển từ khu vực Hồ Tùng Mậu, ngã tư Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy về chỗ Pháp Vân thì sẽ rất là khó khăn. Đấy, ghi đường vành đai 3, Đỗ Nhuận, Cổ Nhuế, tốc độ cho là 100 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Ra đây thì có vẻ là trời tối tối hơn tí rồi, nhưng vẫn cho cái cảm giác là một cái con đường trên cao rất là tuyệt vời. Đoạn đường này có rất là quy mô và khá là phát triển. Việc di chuyển lưu thông từ khu vực Hà Nội ra chỗ sân bay rất là dễ dàng. Sau này khi cây cầu Vĩnh Tuy hoàn thành thì sẽ giảm tải cho tuyến đường này rất là nhiều. Và giảm tải cho cầu Thanh Trì. Đó, thì hôm nay sẽ quay những một số cái hình ảnh khu vực đường vành đai trên cao khu vực Hà Nội chia sẻ đến mọi người.